Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tôn Game. Thì cũng đã lâu rồi, tầm khoảng một tháng. Thì hôm nay Tôn Game mới ra lại một cái video. Thật ra thì có nhiều vấn đề trong cái thời gian vừa qua, nhưng cái vấn đề chính đó là Tôn Game đang tìm hiểu một cái tựa game để chúng ta chơi song song với cái tựa game DLS. Thì trong cái video ngày hôm nay, Tôn Game sẽ nói đến hai chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất đó là cái thời gian vừa qua DLS đã quét ạc và Tôn Game cũng như là tất cả những anh em làm cái dịch vụ cày vàng bán ạc thì tại sao không thể bảo hành cho anh em, thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì Tôn Game sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái tựa game có thể nói là rất hay, khá là hay trong cái thời điểm này, và chúng ta có thể chơi song song cùng với cái tựa game DLS, hoặc là anh em thích cái tựa game nào thì anh em chơi cái tựa game đó. Thì cái vấn đề đó sẽ là nằm ở phần sau. Còn đầu tiên thì Tôn Game sẽ nói đến anh em cái vấn đề mà trong cái thời gian vừa qua Tôn Game đã cày vàng và bán nạc cho anh em, nhưng là không thể gọi là bảo hành được cho anh em. Thì Tôn Game thật ra thì cái vấn đề này Tôn Game cũng đã ghi thông báo trên Facebook cũng như là trên Zalo, bởi vì không phải là một vài người mà rất là nhiều anh em cày vàng cũng như là làm dịch vụ mua ạc, cho nên là Tôn Game không thể nhắn tin trực tiếp được từng người. Như vậy cho nên Tôn Game đã ghi thông báo lên Facebook cũng như là lên Zalo để anh em biết được cái tình hình. Đầu tiên thì Tôn Game muốn nói như thế này, thật ra thì không chỉ Tôn Game mà tất cả những anh em làm cái dịch vụ cày vàng thì rất muốn bảo hành cho anh em, bởi vì là làm ăn lúc nào phải uy tín. Nhưng mà anh em phải hiểu là Tôn Game đã thông báo thì bây giờ DLS đang fix cái lỗi cày vàng, có thể nói là dịch vụ cày vàng không thể cài vàng được như hồi trước nữa. Chính vì vậy cho nên bây giờ nếu như ạc của anh em mà khóa thì Tôn Game cũng như là tất cả những anh em làm dịch vụ không thể đền cho anh em được, bởi vì nó không thể cài vàng được nữa. Anh em hiểu không? Có nghĩa là bây giờ là không thể là cài vàng để mà tạo ra một cái ạc để mà đền lại cho anh em được nữa. Còn nếu anh em phải hiểu là như thế. Còn nếu như còn làm được á, thì Tôn Game sẽ làm để mà đền cho anh em, nhưng bây giờ không làm được. Anh em là phải hiểu như vậy. Thì Tôn Game cũng đã nói kỹ rồi, nhưng mà có rất là nhiều anh em không hiểu được vấn đề thì cứ nói là Tôn Game làm ăn không uy tín rồi này kia nọ. Thì anh em cũng phải hiểu là bây giờ không cài vàng được nữa thì lấy cái gì mà đền, lấy cái gì mà bảo hành cho anh em. Thì anh em phải hiểu như vậy, anh thông cảm cái vấn đề đó. Thì đến lúc nào mà ví dụ như Tôn Game đến lúc nào mà DLS, nhà phát hành game DLS ấy, mà họ cho cài vàng lại được thì lúc đó Tôn Game sẽ mới bảo hành được cho anh em. Còn bây giờ không cài vàng được thì lấy cái gì mà bảo hành? Ok, mong là anh em hiểu cái vấn đề nó là như vậy nhá. Chứ không phải là như thế nào đâu. Anh em đừng có nghĩ là Tôn Game và tất cả. Và có một cái vấn đề mà Tôn Game muốn nói đến này. Trong cái thời gian vừa qua thì DLS quét ạc không chỉ những anh em cày vàng hay là mua ạc nha, mà có cả những anh em cày chay vẫn bị quét ạc. Anh em phải hiểu là như vậy. Cho nên cái tình hình này là cái tình hình chung. Thì anh em hiểu cái vấn đề như vậy. Ok, Tôn Game cái vấn đề này thì Tôn Game cũng chỉ nói đến như vậy thôi. Tại vì là nó cũng chỉ thế là hết rồi. Tôn Game cũng nói hết nước hết cái, và anh em là cũng là thông báo cũng này nọ cũng, và bây giờ cũng là làm video để mà nói lại cho những anh em chưa hiểu. Thì rất là mong một lần nữa là Tôn Game rất là mong anh em hiểu được cái vấn đề chung, và chúng ta tiếp tục để chúng ta chơi cái tựa game này. Và nếu như mà tiếp tục cài vàng được nữa thì Tôn Game vẫn là làm cái dịch vụ cài vàng cho anh em. Và có một điều nữa đó là trong cái thời gian này chưa thể cài vàng được, cho nên là Tôn Game đang thu mua các cái ạc mà anh em không chơi nữa thì anh em hãy bán cho Tôn Game. Ok, để những ạc mà anh em nào mà không chơi á thì anh em liên hệ với Tôn Game bằng Zalo, số điện thoại cũng như đang hiển thị trên màn hình, thì Tôn Game sẽ thu lại những cái ạc của anh em. Nói chung là ạc não được, ạc vàng, ạc đen. Ok, ạc trắng thì không mua nha, ạc vàng, ạc đen thì cứ AB cho Tôn Game nha. Ok, còn một cái vấn đề nữa đó là anh em nào vừa rồi thì Tôn Game cũng đã tải một cái tựa game đó là FIFA Mobile. Tôn Game thấy là rất là hay cho nên là muốn giới thiệu đến cho anh em. Thì trong cái kênh Tôn Game thì có rất là đông anh em chơi DLS. Thế nhưng mà không biết là có anh em nào chơi cái tựa game FIFA Mobile không? Bởi vì Tôn Game thấy là cái tựa game này khá là hay, muốn giới thiệu đến cho anh em. Và từ nay thì Tôn Game sẽ làm cái video song song với cái tựa game DLS và cái tựa game FIFA Mobile.
Thì đầu tiên Trôn Game muốn giới thiệu cho anh em đến cái game này. Thì cái này thì nó có ở trên CH Play. Anh em cứ lên CH Play và gõ FIFA Mobile và tải về nha. Ở đây thì Trôn Game cũng đã tải về rồi. Thì bây giờ Trôn Game sẽ mở lên xem cái giao diện của nó, và Trôn Game sẽ nói sơ sơ, có thể nói là giới thiệu sơ sơ về cái tựa game này cho anh em. Và sau này thì Trôn Game sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể cho những người mới bắt đầu nha anh em nha. Anh em nào mà biết rồi thì thôi, còn anh em nào mà chưa biết đến cái tựa game này hoặc là còn bỡ ngỡ thì Trôn Game sẽ làm những cái video hướng dẫn cho anh em chơi cái tựa game này một cách là nó ok hơn. Ok, thì bây giờ chúng ta đang vào cái tựa game FIFA Mobile. Ok, anh em thấy thì đây là cái giao diện của nó khi mà chúng ta vào game. Thì đây là cái acc của Trôn Game mà đã chơi được khoảng được một tuần nay rồi. Còn nếu như anh em mà mới tải về ấy, thì tất cả những cái có một rất là nhiều những cái tính năng của nó đang bị tạm khóa, anh em hiểu như vậy nhá. Thì anh em phải làm hết tất cả những cái nhiệm vụ của nó. Thì nói chung ở vào đây thì có thằng Mbappe ấy, đấy, nó chỉ anh em bấm vào đâu thì anh em bấm vào đó là anh em sau làm xong những cái nhiệm vụ đây. Đây là những cái nhiệm vụ mà anh em cần phải hoàn thành để nó mở từng cái khóa ra cho anh em nhá. Ok, thì cái này thì nó cũng dễ thôi, tại vì là có, tất nhiên là nó bằng tiếng Anh rồi, thế nhưng mà nó cũng dễ bởi vì là có thằng Mbappe nó chỉ anh em bấm vào đâu. Còn một cái điều nữa mà Trôn Game muốn nhắc cho anh em ngay khi mà anh em tải cái game về nhá, thì anh em nhớ là có một cái đoạn là nó kéo lên cái cột từ 0 cho đến 99 hay 100 gì đấy. Thì anh em biết nên biết đó là cái độ tuổi nhá, độ tuổi người chơi game nhá. Thì anh em kéo lên cho Trôn Game là 18 trở lên nhá, 18 cộng. Thì sau này khi anh em chơi ấy, thì anh em mới liên kết được với Facebook. Còn nếu như mà dưới 18 thì nó không cho liên kết nha. Tại vì hôm bữa Trôn Game cũng đã tải về và Trôn Game không biết đó là cái gì, cho nên Trôn Game bấm đại vào số 9, có nghĩa là 9 tuổi ấy, thì nó không cho liên kết được Facebook. Cho nên Trôn Game buộc phải gỡ game ra và tải về lại. Thì nó mất cái acc cũ đi và nó ra cái acc mới thì chúng ta mới có được liên kết được với Facebook. Và trong cái tựa game này thì có thể nói là cực kỳ là hấp dẫn. Có thể nói là nó có rất là nhiều cái tính năng. So với DLS thì nó có rất là nhiều tính năng. Bên DLS thì chúng ta chỉ vào làm đội hình xong rồi chúng ta đá thôi. Còn cái tựa game này thì có rất là nhiều cái tính năng. Không chỉ chúng ta chỉ vào đá thôi, mà chúng ta còn mua bán được cầu thủ. Và đặc biệt là có những cầu thủ huyền thoại, rất là nhiều cầu thủ huyền thoại và rất là nhiều cái chỉ số. Thì tính đến cái thời điểm này thì có thể nói là gần như là chưa ai có một cái acc cực kỳ là VIP ở trong cái tựa game này cả. Bởi vì nó là gần như là vô biên, anh em hiểu không? Đổ nói chung là vô biên lắm. Cho nên là chúng ta có một cái động lực để chúng ta tạo một cái acc ngon lành cành đào từng ngày. Chứ không chỉ như ở bên DLS, nghĩa là khoảng độ tầm tháng thôi. Anh em xuyên cành tháng thì là có một cái acc gọi là ngon lành cành đào rồi, VIP nhất rồi. Không còn, có nghĩa là tiền không biết để làm gì nữa rồi. Nhưng mà ở trong cái tựa game này thì nói chung là cái acc để mà ngon lành thì nó vô biên lắm, thấy không? Rất là nhiều thể loại cầu thủ, rất là nhiều cái kiểu mở cộng lên rồi là đủ các kiểu. Đặc biệt là có những cái cầu thủ huyền thoại yêu thích. Ok, thì ở đây là cái phần mua bán cầu thủ nha anh em. Đấy, nói chung là Trôn Game mới chỉ giới thiệu cho anh em sơ sơ về cái tựa game này. Và anh em nhớ là anh em là yêu thích thì tải về mà chơi thôi. Còn cụ thể như thế nào, cái cách thức cài đặt cũng như là cách thức làm nhiệm vụ hay là chơi cái tựa game này như thế nào, thì sau này Trôn Game sẽ ra những cái video hướng dẫn cho anh em. Ok, đây là cái đội hình mà Trôn Game mới có được David Beckham huyền thoại, chỉ số 87 thôi. Anh em nên nhớ là huyền thoại có rất là nhiều chỉ số nha, không phải là như ở đây là David Beckham là 87, thì có David Beckham là 95 rồi còn hơn nữa, vân vân. Ok, thì anh em nào thích thì cứ tải cái game này về chơi. Nhưng mà cũng nên nhớ Trôn Game nói cho anh em biết đó là Trôn Game vẫn làm cái tựa game DLS, vẫn hướng dẫn cho anh em bên cái tựa game DLS, và song song với DLS thì Trôn Game sẽ làm thêm về cái tựa game này. Và như anh em đang nhìn thấy trên màn hình thì đó là cái acc của Trôn Game, đó tên là Xóm Nhà Lá. Và Trôn Game có cái list ở đây, chúng ta hiểu đó là cái nhóm gọi là cái nhóm Trôn Game. Ok, thì anh em nào mà chơi cái tựa game này thì hãy tham gia vào cái nhóm ở trong cái acc FIFA Mobile này để chúng ta giao lưu. Và nhớ là cái tên của Trôn Game đó là cái tên Xóm Nhà Lá, thì anh em kết bạn để chúng ta có thể giao lưu đá online được với nhau, đá bạn bè được với nhau. Cái này thì nó rất là hấp dẫn, rất là hay.
Và còn một cái điều nữa đó là chúng ta có thể đã được xếp hạng này, rồi là nói chung là nó nhiều kiểu lắm, cái này nó vô biên lắm và rất là nhiều sự kiện nha anh em. Cái này rất là nhiều sự kiện để chúng ta tặng nhận quà rồi là nhận tiền các thứ rất là nhiều. Đấy nha anh em thấy ở trên màn hình ấy. Đấy. Cái này là sự kiện rất là nhiều sự kiện. Thì bây giờ anh em hướng mắt về màn hình để xem một khúc của trận đấu để anh em có thể nhìn thấy được cái giao diện của trận đấu như thế nào. Đây là một khúc review thôi nha anh em, một khúc review thôi cho thật sự thì nó chưa phải là một cái trận đấu hấp dẫn thật sự. Đây là một khúc review cho anh em xem thử nó tình hình thế nào. Đấy. Còn một điều nữa, cái này thì nói chung là vài hôm nữa thôi. Vài hôm nữa thì Ron Game sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái cài đặt cái game này cho thật VIP để anh em vào chơi cho nó khỏi bỡ ngỡ nha. Nó cũng có những cái phần cài đặt. Đây là Suspenty. Suspenty thì rất đơn giản nha anh em. Ở cái game này thì Suspenty gần như là cái xác suất vào là 100%. Anh em cứ bấm rồi lướt lên, không bao giờ ra ngoài cả. Gần như là hôm bữa giờ trong game đá là không có cái nào ra ngoài hết ấy. Cứ lướt tẹt ra luôn, cứ lướt mạnh luôn. Nói chung là lướt vàng á là nó chút gần gần nguy hiểm. Còn anh em lướt mạnh là nó lên cái mũi tên màu đỏ thì là cực kỳ là nguy hiểm, toàn là góc A không thôi. Và cái này có rất là nhiều skill nha anh em. Cái game này có rất là nhiều skill. Và đặc biệt nữa là nếu như mà khi mà vào trận đấu rồi ấy, đá với máy thì ví dụ như anh em bận ấy không không chơi được ấy, thì anh em để đấy thì nó vẫn tự đá nha, vẫn auto nha. Như anh em đang nhìn thấy ở cái nút đó là có chữ auto đấy, là nó tự đá đấy chứ nó không có dừng lại như ở bên DLS. Và còn nếu như mà đá online ấy, đá online mà ví dụ như anh em bận cũng vậy, hoặc là ví dụ như là khi mà wifi của anh em nó yếu quá ấy, anh em không 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 đá được, nó bị giật lag ấy, thì anh em thả ra cho nó tự đá auto. Nó tự đá auto thì đá khá là hay nhá, nhưng mà còn tùy vào cái đội hình mạnh hay không, mạnh thì nó đá hay, còn yếu thì nó đá cũng dở. Anh em phải biết là vậy, nhưng mà có một cái hay đó là nó tự đá auto cho mình luôn đấy. Như trong game đang để nó tự đá đấy, em thấy không, vẫn bật tường rồi bật nhà vẫn sút xa, ôi ôi em thấy ghê không, bắn như tên lửa luôn. Và đặc biệt ở cái game này là có rất là nhiều kiểu ăn mừng nha, có rất là nhiều kiểu ăn mừng, và đa số là những cái kiểu ăn mừng của ấn tượng nhất của những cái cầu thủ ở ngoài đời ấy. Nghĩa là những cầu thủ nào ở ngoài đời có những kiểu ăn mừng ấn tượng thì nó sẽ có ở trong đây. Ví dụ như là Ronaldo thì khi ghi bàn thì sẽ bay người lên và quay đít đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, anh em nhìn thấy hấp dẫn không? Anh em nào chơi thì tải cái tựa game này về nha. Còn nếu như anh em nào đã chơi rồi thì xin hãy vào cái list có nghĩa là cái nhóm nha nha. Cái nhóm của Ron Game đó là có chữ Ron Game. Thì anh em vào đó để chúng ta giao lưu. Ok. Anh em nhớ bấm like và đăng ký kênh nha, bởi vì ít vài hôm nữa thôi thì trong game sẽ tổ chức cái giải FIFA Mobile này, và cái giải DLS thì đang tổ chức ở trong nhóm Zalo nha. Và trong nhóm Zalo thì đây trong game có tuyển một phó nhóm, đó là bạn phó nhóm ấy sẽ là quản lý cái nhóm Zalo. Tất cả các cái sự kiện hay là các cái giải đấu như các thứ đấy là bạn ấy là xếp bảng rồi là các thứ. Ok, thì bây giờ là chúng em sẽ chào tạm biệt anh em và sẽ hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau.